Chiều ngày mùng 2 tháng 10, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023 tại khu huấn luyện dự bị động viên của tiểu đoàn bộ binh thành phố ở xã Song Mai. Cùng đi có lãnh đạo một số tổ chức chính trị xã hội, phòng ngành thành phố. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố vận động cán bộ hội viên ủng hộ nhu yếu phẩm, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị tham gia diễn tập. Sau 5 ngày phát động, các cơ quan đơn vị đã tiếp nhận các nhu yếu phẩm gồm 20 thùng sữa nước uống, 920 quả trứng, 200 kg gạo, thịt cá, hơn 800 kg rau củ quả và các loại gia vị như mắm, mì chính, muối, tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng tại đây đồng chí trần thanh hải đã hỏi thăm tình hình đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trong thời gian chuẩn bị cho buổi diễn tập đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm đồng chí mong muốn sự quan tâm kịp thời này sẽ giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao sức khỏe sau những giờ tập luyện vất vả trên thao trường đề nghị lãnh đạo chỉ huy các đơn vị bảo đảm đời sống vật chất tinh thần tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ Cùng với đó, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn gian khổ, tích cực huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023.